Thưa quý vị, Hội Nông dân Việt Nam thành lập ngày 14 tháng 10 năm 1930 là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hội ra đời với mục đích tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc, công nông trí thức, bảo đảm thực hiện mọi thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Thời gian qua, các cấp hội luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, từng bước khẳng định vị trí, vai trò, nâng cao uy tín trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội Nông dân có vai trò trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hội là chỗ dựa vững chắc để đưa các chủ trương chính sách tới nông dân, đồng thời tham vấn cho Đảng, Nhà nước những vấn đề cấp bách của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, sự cạnh tranh mạnh mẽ của nền kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp, sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt đang đặt ra cho các cấp hội và hội viên nông dân rất nhiều thách thức. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế nông nghiệp, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, gắn xây dựng giai cấp nông dân với phát triển nông nghiệp và quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn, tạo điều kiện để cư dân nông thôn trở thành cư dân đô thị, quy động và phát huy mọi nguồn lực từ nông dân, nông thôn cùng với các nguồn lực khác để thực hiện thành công mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Đây chính là chủ trương định hướng lớn cho hoạt động của các cấp hội nông dân trong thời gian tới. Để hiện thực hóa chủ trương chính sách của Đảng, phát huy vai trò của hội nông dân trong hệ thống chính trị nước ta, thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực xây dựng và củng cố tổ chức hội đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân, làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng vận động nông dân, quy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của giai cấp nông dân, các thành phần kinh tế, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có. Tổ chức tốt các hoạt động giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, đề xuất chủ trương chính sách phát triển tổ chức, hoạt động của hội và phong trào nông dân phù hợp yêu cầu phát triển của thực tiễn, khai thác phát huy hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.